Mời quý vị và các bạn phiêu lưu mạo hiểm cùng chương trình Đi tìm bản số. Vâng, quý vị các bạn, chào mừng các bạn đến chương trình Đi tìm bản số. Ở trong số tuần trước chúng ta gặp hai người chơi, đó là bạn Hải Nam và bạn Vinh. Hải Nam ra về 75.000 đồng, trong khi đó bạn Vinh chỉ ra về với 230 đồng. Cũng gọi là một và người chơi tiếp theo chúng ta cũng chào đón Nguyễn Xuân Tùng. Rồi lại là em đây, nãy Linh ơi sướng em vui à, đi tìm bản số, em hy vọng ăn 1 triệu. Được. Vâng, đây cũng là lần chơi tiếp theo của em. Và bây giờ xin mời em hãy, chắc em cũng quen thuộc với chương trình này rồi đúng không? Vâng. Rồi đặt, đây rồi anh sẽ cho em toàn bộ luật chơi và thang tiền thưởng của chương trình. Chương trình có tất cả là 26 chiếc cặp. Giải thưởng cao nhất là 1 đồng và giải thưởng cao nhất là 1 triệu đồng. Em lần này em sẽ chọn xem trong 36 chiếc cặp cầm là có giá trị 1 triệu. Theo em. Em sẽ chơi phong thủy. Nếu như mà cặp trước là 17 và 9. 17 cộng 9 cộng 17 trừ 9 xong trừ đi 26 ra là em chọn cặp số 8. Em có chắc chắn cặp số 8 hay không? Chắc chắn luôn. Vâng. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chơi ngay từ và bây giờ cặp số 8 sẽ là cặp của em. Ở đầu tiên em được loại bỏ 6 cặp. Số 1. Số 1 đúng không em? 1. Ok. Đúng rồi. Là số 1, xin mời. 25 đồng. Hai. Chọn số 2 đúng không em? Vâng. Chọn số 2 người. 2. Vâng. Xin mời cặp số 2. 5 đồng. Vâng. 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 3. Chắc chắn 3. Vâng. Mời cặp số 3. 400.000. Em muốn có là thêm một hàng à? Em chơi hẳn 6 cái 1, 2, 3, 4, 6. Ok, là số 4 nhá. Mới là số 4. 1 triệu. Mới là lỗi. Phòng thủy hôm nay ok rồi. Một ngày không may mắn sao Sơn Tùng lần này. Năm đi. Rồi, có một vấn đề. Số 5. 100.000. Số 6. Vâng, mới là cặp số 6. 10.000. Mới hạn khảo giá. Không, 10.000 cũng nhẹ mà. Vâng. Alo. Vâng, xin cảm ơn. Lần đầu tiên em rất là xui khi em toàn chọn cái giá trị 100, 400, 1 triệu. Bán thằng nhỏ và cái thằng chào giá 9.500 đồng. Béo em... thế. Béo quá. Nói tiếp đi. Lần tiếp theo em được chọn 5 cặp. 5 cặp thì là trên vật 26. Chọn 26 đầu tiên. Xin mời cặp số 26. 200.000. Ủa thủ. 25. Đã chọn 25. Chắc chắn không? Chắc chắn. Chắc chắn. Chắc chắn. Anh mong em đừng chọn nhầm là được. 5.000 đồng. Rồi đi mi. 24 nào. Anh hỏi thật em nhé. Em có chắc là em chọn 24 không? Em không. Em nói phải làm 24. Vâng, được rồi, đã hết là số 24 luôn. 1.000 đồng. Không được đúng. Vâng, là cái bên phải chứ chẳng bao giờ em bỏ được cái bên trái cả. 23. Ok, là số 23 luôn. 1 đồng, vâng, không được đúng. Đã ngửa rất là khó. 22. 22, và đây sẽ là cặp cuối cùng.
750 đồng. Chúc mừng chủ. Giờ là thì em may mắn thôi khi em chọn được các cặp giá trị nhỏ hơn. Ngân hàng xảo giá. Chiếc cặp số 8, 22.700 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Ui bèo quá na, chơi tiếp nào. Ok, nãy giờ em chơi hàng liền tù tì. Thế nên, là em sẽ chơi nào. Chúng ta đi, tôi gọi em 7. Bài đầu tiên, xin mời nâng cao số 7. 200.000. Ghê. Còn 750 tồn tại à? Thế số 14 này. Anh hỏi có thể tạo số 14 không? Chắc luôn. Đất luôn. 300.000. Tiếp nào. Cái thì em chơi số 15. Ok, rất chắc đi số 15 mình chọn. Nhưng mà không phải 750.000. 30 đồng. Số 21. 21, con số này cũng 75.000 đồng. Không có số 0 mà tốt không. Cuối cùng có một số 0 mà tốt lắm rồi. Ngân hàng trả giá. Vâng. Alo. Xin cảm ơn. Em quá xui khi em đã phải bỏ gần hết tổng một giá trị lớn chỉ để lãng một cặp giá trị 750.000 đồng. Ngân hàng chào giá 22.500 đồng. Ui dồi, sao bèo thế. Chơi tiếp nào. Chúc em may mắn. Bây giờ em chọn 3 cặp. Sao nhìn này. Chung anh em mà 5 trên 2 này, tôi chắc 5 trên 2 rồi, phải cho em cặp số 10. Cặp số 10, vâng, anh nghe rõ rồi, cặp số 10. 25.000 đồng. Ừ, ai ạ? Số... 20 hả em? 4 bình anh ơi. 4 bình 16, ok, được rồi, chọn luôn số 16. 400 đồng, mãi giờ biết là không được cặp. Quá. 20. 20, xin mời là cặp số 20. Không, không phải là 150. 200 đồng, vâng. Cảm ơn các bạn. Alo. Chúc Ngân Hàng có một ngày thật vui vẻ. Ngân Hàng trả giá cho em chiếc cặp số 8 có giá trị là nhiều hơn đấy. 40.000 đồng, chấp nhận hay không chấp nhận? Wow. Cho con đấy. Chưa phải đèo quá. Nên là cứ chọn tiếp 2 cặp. Xem qua số 9 rồi, xin mời cặp số 9 đầu tiên. 50.000 đồng. Wow. Đồng. 2 đồng, 10 đồng, 75, 100, 300, 500, còn cũng cả 750.000. Số 19. Vâng, đợi cả số 19 nhé. 75 đồng, có chung một chung tổ. Ngân hàng trả giá. Alo. Xin cảm ơn. Ngân hàng bán, ngân hàng quyết định em có bán cặp số 8 của giá trị là 63.000 đồng, chấp nhận hay không chấp nhận? Điều. Điều. Vâng, như vậy là Xuân Tùng đã quyết định dừng chơi. Vâng, và Xuân Tùng sẽ ra về với 63.000 đồng của chương trình. Và chúng ta cùng xem cặp số 8 của Xuân Tùng sẽ là bao nhiêu tiền. Ai đồng. Có là đồng. Vâng, đúng chưa, đúng lúc, ai đồng. Chúng ta cùng xem cặp 750.000 sẽ nằm ở cặp số bao nhiêu. 12, vâng.
như vậy là cũng sẽ ra về với 63.000 đồng chương trình. Ma thì chơi đúng lúc. Cảm ơn là khi em giành được 63.000 đồng. Wow, cái này không thể bay hết đi đâu nhưng mà cái này sẽ có may mắn chứ phong thủy chỗ nào. Kệ thằng nào xử lý 63.000 về ngon là thôi. Wow, và chúc mừng cuối cùng. Cuối cùng không chỉ giảm 2 đồng mà tốt lắm rồi. Thứ tiền quá nhỏ. Nắm được cuối cùng 5 năm thì được tiếp tục thành công. Nghe bạn chúc mừng sợ. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang đeo trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2 mét. 4. Thành thật khai báo nha. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc. Cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang đeo trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2 mét. 4. Thành thật khai báo nha. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc. Cùng thông điệp 5K. 5K nhớ nha. Quay trở lại chương trình đi tìm bản số. Cách đây ít phút, người chơi Nguyễn Xuân Tùng đã ra về với 63.000 đồng chương trình. Người chơi tiếp theo sẽ tham gia chương trình là anh Hà Phúc Vĩnh Nguyên. Bây giờ cảm xúc như nào khi anh được tham gia chương trình này? Sao? Như mọi người đã thấy đấy, Tùng đã quá đó. Hay là những gì mà đã quyết định được xây dựng lúc. Bây giờ không biết tôi thì thế nào. Chơi cái này kiểu đội trắng hay đen. Vâng. Chơi này là đội trắng hay đen. Mà sau khi anh xem cái phần thi của Xuân Tùng thì anh đã quen với chương trình chưa? Mà chơi chương trình chưa? Thật ra thì mình đã quen từ khi mà tôi đã biết đến chương trình này, khi mà có trên HTV7. Vâng. Em cũng hay xem là đội trắng hay đen rồi. Nên cũng nắm rõ khá là rõ được chơi. À vâng. Em mong là anh sẽ may mắn để chọn đúng cặp 1 triệu đồng. Bây giờ sẽ là triển khai trò chơi của chương trình. Ủa? Okay. Rồi đây. Thực ra phần mềm nó tự có lại phần chơi mới. Chắc anh cũng thấy rồi, có tất cả là 26 chiếc cặp. Chiếc cặp nhỏ nhất có giá trị là 1 đồng, cao nhất là 1 triệu đồng. Bây giờ em hỏi anh một câu. Anh thấy cặp nào theo anh có giá trị 1 triệu đồng? Ngày sinh của mình là 9, tháng sinh của mình là 9. Cộng 2 số lại thành 18, mình chọn số 18. Vâng, như vậy anh đã quyết định chọn số 18. Chúc anh may mắn. Và bây giờ sẽ là lượt đầu tiên của anh sẽ được loại 6 chiếc cặp. Tôi sinh vào đầu thế kỷ 20 cho nên là tôi quyết định chọn số đầu tiên là số 20. Vâng, chúng ta cùng xem số 20. Là 100.000. Quá, bẩn đậy quá. Tiếp nào. Cái số 8 đi, tháng sinh tiếp. Của mình. Vâng. Tháng sinh của anh là tháng 8, chúng ta cùng xem tháng 8 có giúp anh may mắn yêu. Không? Tháng sinh của anh yêu, người yêu. 75.000 đồng. Lại vào quần 2 nữa rồi. Ừ. Anh vẫn còn 100.000 đến 1 triệu là gọi là lớn rồi đấy. 24. Vâng, anh đã chốt 24. Xin mời cặp số 24. 200 đồng, vâng, anh lại được cặp này. Tiếp theo là 5. Xin mời số 5, chúng ta cùng xem số 5 có giá trị bao nhiêu tiền. 5 đồng, vâng, hợp lý. 4 cặp rồi đúng không, còn 2 cặp nữa đúng không. Số cuối cùng đi, số cao nhất đi. Vâng, anh đã quyết định chọn số 26, xin mời cặp số 26. 1 triệu. Oh no. Anh mất cả 1 triệu. Trời đất. Đúng là cao nhất. Không sao, không sao, còn một lần nữa. Như vậy là cặp số 26 có chỉ là 1 triệu. Anh vẫn còn 750.000. Còn
Và cuối cùng sẽ là số 12. Xin mời là cặp số 12. 10.000 đồng. Không sao. Cái này bằng okay. tiền mua gần bằng tiền mua cái compa 9.000. Bây giờ là ngân hàng chào giá. Dạ. Alo. Xin cảm ơn. Ngân hàng chào giá chiếc cặp số 18 của anh là 9.200 đồng. Anh chơi tiếp hay là anh dừng chơi để lấy 9.200 đồng? Chúng em hỏi anh là anh chấp nhận là 9.200 đồng hay anh tiếp tục chơi? Không chấp nhận, chơi tiếp. Vâng, như vậy anh đã quyết định chơi tiếp. Ở lô tiếp theo anh được loại bỏ 5 chiếc cặp. Cặp đầu tiên là số thấp nhất. Vâng, anh quyết định chọn số 1. Xin mời cặp số 1. 400 đồng. Đây là số 14. Tiếp theo số 14, xin mời là cặp số 14. Bài chào là 10.000. Không, người ta không may mắn mọi người ạ. Không may mắn nhưng anh vẫn còn cặp 100, 200, 300, 400 nghìn. Số 10. Và chúng ta cùng xem được anh có giành được tại bộ được cặp 1 đồng hay không. 50 đồng, vâng. Còn 2 cặp nữa thì cặp số 21. Xin mời là cặp số 21. 50.000 đồng. Vâng, anh chốt 19. Xin mời cặp số 19. 75 đồng. Bây giờ là các bạn chào giá. Vâng. Alo. Xin cảm ơn. Hai lần đầu tiên của anh rất là xui. Lần đầu anh lại 1 triệu, lần sau anh lại 150.000. Ngân hàng chào giá chiếc cặp số 18 của anh có giá trị là 13.800 đồng. Không chấp nhận. Câu hỏi của anh cũng còn đang dang dở phía trước, anh có vẫn còn cặp 100.000 đến 400.000 đồng. 3. Số 3 đầu tiên. Xin mời cặp số 3. 1 đồng, vâng, chúc mừng anh. Khó. Đó rồi, đây là 13. Vâng, anh quyết định chọn số 13. Xin mời cặp số 13 có thể bao nhiêu tiền? 1.000 đồng. Rồi, 3, 13, còn bây giờ là 23. Rồi, xin mời cặp số 23. Mong là sẽ may mắn như làm hai chiếc cặp rồi. 100.000. Không sao. Thôi không sao, anh vẫn còn cặp 200, 300, 400.000. Anh cứ thoải mái mà chơi. Số 11. Xin mời số 11, chả biết anh có may mắn hay không. 500 đồng, giờ là ngân hàng chào giá. Alo. Thì ngày này cũng may mắn hơn rồi, không chọn đúng cặp 400.000. Xin cảm ơn. Ở lần này anh không chọn đúng cặp 400.000 là may mắn rồi. Ngân hàng chào giá chiếc cặp số 18 của anh có giá trị là 25.500 đồng. Không có nghĩa. Vẫn chơi tiếp. Tiếp tục cuộc chơi với anh chọn 3 chiếc cặp. Số 7. Số 7 đầu tiên. Mong số 7 là con số may mắn. 750 đồng. Tiếp theo sẽ là con số 17. Vâng, em chúc anh may mắn. 17, lật. 400.000. Ừ.
số tiếp theo là số 22. Chị em thấy em dẫn nhanh quá, như chắc là nó căng thẳng quá. Bây giờ em chỉ hỏi anh của anh có chắc chắn số 22 không phải là 300.000 không? Em xui, không 300.000 cũng là 200, 25, 5.000 hay những con số nhỏ hơn. Thế em quyết định chọn số 22 không? Tốt, 22. Vâng, xin mời. Cặp số 22. 5.000 đồng, không sao, 5.000 vẫn nhỏ. Ok. Anh, tiền này mua đủ để mua một gói bim bim. Xin mời ngân hàng chào giá. Vâng. Alo. Vâng. Xin cảm ơn. Anh đã mất cầu 400.000 rồi đấy. Ngân hàng chào giá. 26.500 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Chơi tiếp. Anh vẫn chơi tiếp. Chơi tới cùng. Tại sao chơi tới cùng? Bây giờ lần tiếp theo anh được chọn hai cặp. Số 4. Xin mời số 4 đầu tiên. Mà anh có nghĩ số 4 không phải là 300.000 đâu. Em không chắc nữa nhưng mà em đang gặp mình cứ căng thẳng kiểu gì ấy. Game này ngạc nhiên lắm. Chắc anh làm mất đi cái cặp 4. Anh cứ giờ dần mất đi 100.000, 750, 500, rồi 400.000. Rồi đến 100.000 anh cũng mất. Bây giờ anh còn mỗi cặp 200, cặp 300.000 là cao nhất thôi. Vâng, xin mời cặp số 4. Bình thường 25 đồng, xin mời anh. Rồi, mình mới để xem đón xem nào. Chọn số 9 đi. Vâng. Anh chắc chắn 100% chưa? Vâng. À, chơi là chơi tới cùng luôn. Chơi tới cùng, lần này nha. Lần này thì dù có một đồng. Lần này thì hãy loại bỏ. Vâng, đúng lúc rồi, chúng ta sẽ lại được cặp 2 đồng. Rất may mắn, ngân hàng chào giá. Vâng. Alo. Vâng, được chơi rất may mắn. Xin cảm ơn. Anh may mắn thì anh lại được hai cái cặp ở cái hàng bên trái. Và ngân hàng chào giá. Cái cặp số 18 của tôi chỉ là 44.000 đồng. 44.000 đã anh đã nói rồi, anh chơi tới cùng, không chấp nhận. Đã chơi thì phải chơi tới bến. Giờ anh được chọn một cặp. Em mong là anh sẽ còn... có 6 chiếc cặp. Anh vẫn còn cặp 10 đồng, 100 đồng, 300 đồng, 25.000. Với 2 cặp có giá trị là 200 và 300.000. Cho anh số 2 đi. Anh chọn số 2. Vâng. Anh bạn số 2 đi. Em mong là anh có chắc chắn là số 2 không? Tại vì vậy chắc chắn thôi. Đã chọn là chọn luôn rồi chứ còn gì nữa. Được rồi, đợi luôn. Thật là em chỉ diễn thế chứ. Trời, bước căng thẳng thôi. Xin mời cặp số 2. 200.000. 200.000. 300.000. Mình như ngoài trời. Ok. Vâng. Cảm ơn quá. Vâng, alo. Xin cảm ơn. Tầm anh này vẫn... anh vẫn xui xẻo, anh đã chọn nhầm cặp 300.000 do các ngân hàng chào giá chiếc cặp 27.000 đồng. 27.000 đồng. Không chấp nhận. Vẫn không chấp nhận. Anh tiếp tục chọn một cặp. Bây giờ có sức để dính cột bên phải là hơi bị ca rồi đấy. 15. Anh có chắc chắn số 15 không? Chắc em chịu. Chắc 15 vậy. Em mong là chiếc cặp 15 có chỉ là 10 đồng, 100 đồng hoặc là 300 đồng hoặc cũng hề là 25.000 đồng. Anh muốn giải quyết cho xong để còn giải quyết KTIS. Nghe nói thì gần 3. Vâng, bây giờ 3. Em là cặp số 15. Em sẽ là cặp số 15. Alo đi, mọi người. Cứ mở 10 đồng, chúc mừng anh. Rất là cảm ơn.
luôn. Xin cảm ơn. Nên là trả giá cho chiếc cặp số 18 có giá trị là 39.500 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không. Gần 50-50 rồi đây. Số 16. Anh có chắc chắn là số 16 hay không? 16 phần mình sắp. Em không biết chiếc cặp số 16 chị bằng bao nhiêu tiền, mong là 100 hoặc 300 đồng. Xin mời là cặp số 16. Bây giờ là 50-50 rồi. 50-50 rồi, cứ mở lại. Còn là 200 nghìn là anh thôi. Xin mời là cặp số 16. 25 nghìn đồng. May quá. Ngân hàng chào giá. Alo. Vâng, xin cảm ơn. Căng thẳng rồi đấy. Anh còn giữ cặp 200. Ngân hàng chào giá cho chiếc cặp số 18 của giá trị là 53.000 đồng. 53.000. Bây giờ thì còn 3 cặp. Bây giờ thì còn mình còn mấy cặp nữa? Mình còn 2 cặp nữa, mình còn 3 cặp. 2 cặp chưa được mở. 2 cặp chưa được. Qua cặp chưa được. Anh chọn một cặp số 18 và anh vẫn còn 200.000. Xác suất để mở tiền một cặp, một trong hai cặp có trị giá tiền nhỏ là 50-50. Đã chơi thì cũng không rồi, không chấp nhận. Không. Vâng, anh đã quyết định mạo hiểm. Anh có muốn mạo hiểm không? Không chấp nhận. Okay. Anh vẫn mạo hiểm. Tổng hai cặp 100 hoặc 300 đồng. Mình sẽ chọn số 25. Anh có nghĩ cặp 25 là 100 đồng hoặc 300 đồng không? Anh thì anh nghĩ ngược lại. Nhưng thôi. Cứ mở là gì? Cứ mở cho anh. Mọi ngày anh vẫn đợi. Anh vẫn định chọn số 25. Hay là mà tự xem 25. Em chỉ sợ là cái nhà nó nặng lề quá là anh chỉ tới đâu. Điều anh nhiều thôi. Xem cặp số 25 bao nhiêu tiền đây? 25. Gì cái này 200. 200.000. Ok. Anh đã không phải chủ động. Anh đã không chủ động đến giây phút cuối cùng. Rất tiếc. Tiếc quá. Lần đầu tiên rơi mà không hay căn ngã. Nếu anh chọn cặp số 6 thì anh có khả năng chiến thắng rồi đấy. Vâng. Ngân hàng đất gọi và trả giá chiếc cặp số này giá tiền rất là thấp. 180 đồng. Anh chấp nhận lấy 180 đồng. Giá trị gì nữa? Họ qua đi. Họ qua. Tiếp tục. Anh vẫn tiếp tục. Bây giờ em muốn hỏi anh lần cuối. Anh có muốn cháo cặp số 6 hay không? Không. Không cháo. Vì vậy quyết định là cặp số 18 luôn. Ok. Đằng nào thì anh loại có hết giá trị còn với 100 đến 300 đồng. Chúng ta cùng xem để anh được bao nhiêu tiền. 100 đồng. 100 thôi. Ok. Vui là chị. Vâng. Vì tôi căng thẳng nhưng mà cũng không sao cả. Số tiền này nói chung là còn một cái đồng chi 100 đồng. Sao hơn cũng sao cả. Cảm ơn anh đã xem video của mình. Cảm ơn anh.